Vâng, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng. Thì hôm nay như đã hứa với các bạn thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái video hướng dẫn một cái mạch điện để điều khiển một cái thiết bị chạy thuận nghịch ba vị trí dừng. Thì ở đây thì cái mạch này thì nó ứng dụng rất là nhiều ha các bạn. Ứng dụng cho băng tải đổ di động hoặc là ứng dụng cho một cái mạch để chuyển hàng từng tầng đó các bạn, có nghĩa là tầng trệt mình chuyển lên tầng các tầng lầu á ha. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái mạch động lực này các bạn. Ở đây mình có lửa 1, lửa 2, lửa 3 ha. Thì hai công tắc tơ, một cái công tắc tơ KT và một cái công tắc tơ KN đó. Thì hôm nay mình vẽ ra để mình chia sẻ cho anh em coi. Thì cái cách mà cầu để thuận nghịch đó, thì các bạn sẽ cầu từ dưới USB đấu vô công tắc tơ thuận và từ cầu 1 qua 1, 2 qua 2, qua 3 qua 3 công tắc tơ nghịch. Thì ở dưới này thì các bạn sẽ giữ pha giữa lại nha, pha thứ hai qua pha thứ hai thinh, còn pha thứ nhất của ca thuận thì sẽ qua pha thứ ba của ca nghịch, và pha thứ ba của ca thuận thì sẽ qua qua pha thứ nhất của ca nghịch. Thì cái gờ lại nhiệt mình sẽ đấu vào một trong hai công tắc tơ này ha. Và phần dưới này thì dưới gờ lại nhiệt thì mình sẽ đấu cái motor ha bạn. Ba đầu chạm lại là đấu hình sao nè. Còn cái phần điều khiển đây sẽ quay cận cho bạn thấy. Phần điều khiển thì nó sẽ có đây, các bạn thấy đây cái vị trí 1 ha, nút on vị trí 1, nút on vị trí 2 và nút on vị trí 3. Đây là nút dừng. Còn đây là nút thuận, nút nghịch, có nghĩa là ba vị trí thì mình sẽ có ba nút nút nhấn để chọn vị trí ha. Đây tôi có ba nút nhấn chọn vị trí đây. Và thì khi nào các bạn muốn, hiện giờ nó đang ở vị trí 1 thì các bạn, hiện giờ nó đang ở vị trí không có vị trí nào thì các bạn muốn bấm lại vị trí 1 nè, thì các bạn nhấn vào vị trí 1 thì gọi là kiến 1 nó sẽ hút ha, là kiến 1 sẽ hút và đèn báo màu xanh, cái đèn báo nó sẽ sáng lên để báo là mình đang chọn cái chế độ 1. Thì nó được duy trì, thì nó được duy trì bằng cách là đấu cái thường đóng của cái hành trình ngay cái vị trí 1 đó các bạn. Thường đóng ha, sử dụng thường đóng ha, đấu qua thường đóng và sau đó là nối tiếp với cái thường mở của R1 này để duy trì lại. Thì lúc này ba cái tiếp điểm song song này nè, của vị trí 1 R1 này, vị trí 2 R2 và vị trí 3 R3 nè, thì mình chọn ở vị trí 1 thì tiếp điểm thường đóng, thường mở của R1 nó sẽ đóng lại các bạn, nó cấp điện cho cái mạch thuận nghịch, cấp điện cho mạch thuận nghịch. Thì lúc này chúng ta bấm, ví dụ như ta bấm thuận ha, bấm thuận thì nó có lửa rồi nè, có lửa qua đây thì bấm thuận thì công tắc tơ ca thuận nó sẽ hút các bạn, nó sẽ đi qua cái khóa chéo nè, nó sẽ đi qua cái khóa chéo của ca nghịch các bạn, và qua cái tiếp điểm R5. R5 này là sao? R5 này là khi mà các bạn chọn ở vị trí 1 rồi á ha, thì khi nó đang ở vị trí số 1 thì cái hành trình á, khi nó đang ở vị trí 1 nè thì cái hành trình 1 á, hành trình 1 các bạn. Xin lỗi, để khi mà nó đang ở vị trí 1 á thì cái hành trình 1 này nè, cái thường mở của nó là cái thường mở nó nè, khi mà vị trí 1 á thì nó sẽ đóng thường mở lại ha, đóng cái hành trình này lại. Ví dụ như đang ở bộ 1 ha thì nó sẽ đóng hành trình thường mở 1 lại và nó cấp điện cho R4 thì nó sẽ không cho chạy nghịch ha, chạy nghịch này các bạn. Thì nó khóa cái nó mở cái điểm R4 này ra nè, không cho chạy nghịch. Còn hiện giờ mình nó đang ở vị trí 1. Nó đang ở, ví dụ như đang ở vị trí 3 đi. Đang ở vị trí thứ 3 thì ví dụ nó đang ở vị trí tầng 3 thì tầng 3 là cái tầng cuối cùng rồi, thì đồng thời khi mà nó đá hành trình này thì nó sẽ đóng tiếp điểm hành trình thường mở lại qua cấp điện cho R5 thì nó sẽ mở tiếp điểm này ra và không cho chạy lên được nữa các bạn. Thì cái lúc đó mình đang ở tầng 3 thì nó chỉ còn chạy xuống thôi chứ không chạy lên các bạn. Đó nên là như vậy. Thì khi mà mình chọn ở vị trí thứ hai nè, khi mà tôi nhấn vị trí 2, chọn vị trí 2 nha. Chọn vị trí 2 thì R2 này nó có điện và nó đóng cái tiếp điểm R2 này lại ha, đóng tiếp điểm R2 này lại và nó duy trì bởi cái hành trình thường đóng của hành trình 2
quả thường mở của kiến 2 nước vàng. Lúc đó chúng ta bấm, nãy nó đang vị trí 1 phải không? Bấm thuận thì nó đang, nó sẽ chạy 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 tới khi nào mà nó đá hành trình 2 này, nó ngắt tiếp điểm duy trì này ra, ngắt tiếp điểm duy trì của hành trình R2 này ra, thì R2 này nó sẽ trở về trạng thái mở, thì cái mạch thuận nghịch mình nó sẽ ngưng các bạn. Đó, đó là như vậy. Thì lúc đó thường mở của hành trình 2 này nó sẽ đóng lại và nó cấp nguồn cho cái đèn báo mà vị trí 2 sáng lên. Đó, tương tự ở vị trí số 3, khi mà tôi nhắn vị trí, chọn vị trí 3 nè, thì R3 nó có điện, thì tiếp điểm R3 này đóng lại cấp điện cho cái mạch thuận nghịch. Lúc đó tôi bấm thuận, tôi bấm thuận thì nó chạy 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 tới tới cái vị trí hành trình 3 này, nó sẽ đá hành trình này thì nó trở thành thuận mở và không có điện duy trì cho R3 này nữa, thì R3 này trở về trạng thái mở thì nó mất điện, thì cái mạch thuận nghịch mình nó sẽ ngưng, động cơ mình sẽ ngưng. Lúc đó thì cái thường mở của hành trình 3 này nè, nó sẽ đóng điện cấp cho cái đèn báo ở vị trí số 3 và đồng thời cấp cho R5 để phá chạy thuận. Thấy các bạn, thì đang ở tầng 3 rồi thì không cho chạy lên nữa, tại vì tầng 3 là tầng cuối cùng. Thấy các bạn, đó là như vậy. Khi mà ở tầng 3 rồi chúng ta muốn chạy lên tầng 1 thì các bạn nhắn vị trí 1 ha, thì R1 có điện thì nó sẽ đóng này lại cấp điện cho mạch thuận nghịch. Thì lúc đó chúng ta bấm nghịch, bấm thuận không được nữa các bạn, tại vì ở tầng 3 thì nó được phá chéo bởi cái R5, nó có điện rồi nè, thì nó mở ra thì không cho chạy thuận, chỉ còn chạy nghịch thôi. Thì chúng ta bấm nghịch thì nó chạy xuống tới vị trí 1, nó đá hành trình 1 thì thường đóng nó sẽ mở ra và không điện duy trì cho R1 nữa, thì R1 này nó sẽ mở ra và nó ngắt điện cái mạch thuận nghịch, thì động cơ mình nó sẽ ngưng. Và đồng thời thường mở của hành trình 1 nó sẽ đóng lại cấp nguồn cho đèn báo và đồng thời nó cấp cho R4 này các bạn, thì nó phá chạy nghịch, không cho chạy xuống nữa, tại vì nó đang ở tầng trệt rồi. Đó là nguyên lý, nó là như vậy các bạn. Thì cái mạch đơn giản như vậy thôi. Thì hy vọng là tôi chia sẻ cái video này cho anh em thì anh em có thể tự lắp được, hoặc là có anh em nào có nhu cầu về cái thang chuyển hàng đó, thì cứ liên hệ với tôi ha. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.